Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Trần này ở map nhà thờ đỏ, mình spawn ở giữa nhà. Bình thường mình hay đi ra cổng sau, nhưng mà hôm nay mình thích đi ra tầng độ 2. Ở đây thì cũng có người. Đâu rồi? Ây à, hình như là bạn ấy đi ra nhà nhỏ rồi. Đúng rồi, đây, dấu chân đây. Ai ta? Xa quá rồi, thôi. Cổng sau này cũng có người này, lại là Grey Keeper. Trời ơi, phải đi cái đường trầm cảm. Máy này có người gãi. Thợ máy luôn, tuyệt. Không biết là thả con robot ở đâu nữa. Thả chó luôn, bắt người cho nhanh nha. Đầu trận thì cứ có chó là các bạn thả luôn, để tối ưu hóa thời gian bắt người. Đừng có tiếc con chó làm gì. Tại vì đầu trận mình tìm được người hơi trễ, chứ còn nếu không thì mình vẫn có thể đợi một cái gương nữa để kết liễu mách, để dùng con chó để cam. Nhưng mà team này thì người giải cứu lại là Grey Keeper, thì cái việc mà thả chó để cam xa nó là hơi bất khả thi á. Vậy nên xài chó sớm. Tùy trận mà các bạn nên quyết định là thả chó sớm hay là giữ chó lại để cam nha. Merson thì vẫn có thể dùng chó để cam được, nhưng mà Grey Keeper thì không. Nó đào xuống đất mà chó đâu có cắn được. Đấy, đào đất rồi kìa. Ôi trời ơi, nó vào ghế đường nào mình không biết luôn. Cứu tốt nè. Rồi, tham lật ván làm chi. Nhưng mà quả đấy lại là mechanic lật ván, cho nên là mình không double down được. Bây giờ thì team lại có cao bồi cover nữa, mắc chiêu. Đây, anh cao bồi này. Tại sao anh cứ quăng dây như vậy? Cái hồi xưa đợt mà cao bồi one tap ấy kìa, là cao bồi ở mọi, gọi là mọi lúc mọi nơi trận nạn có cao bồi luôn. Còn bây giờ thì cao bồi nó phải mất 3 giây để có thể quăng được người, kéo được người trên bóng, cho nên là mình thoải mái cứ đếm 1, 2, 3 mình thả xuống thôi. Cao tơ cao bồi không còn quá khó khăn nữa. Nhưng mà khả năng cai của cao bồi khá là tốt, nhất là với con madam này. Mình ghét nhất là cái quăng dây qua đầu rồi có tăng tốc luôn ý. Đấy, thật sự tăng tốc không khác gì nhanh chín luôn. Mà cái quăng dây qua đầu Hunter thì rất khó trượt. Vào ghế kịp không? Ây, lỗi rồi. Quả đấy mình phải đợi lại một nhịp để cho cắn, chứ mình quên lỡ tay đánh luôn ạ. Ơi, ê, có gì kỳ vậy? Rồi xong luôn, là để con bách nó cai nữa. Tức là một cái lỗi bé bé đấy thôi mà mình bay cả trận đấu à. Tự nhiên lại trận đấu của mình lại trở nên khó khăn hơn, chứ đáng ra quả đấy để cho không cứu được là ngon rồi. Rồi còn có cả cao bồi ôm nữa. Đấy các bạn thấy chưa, chỉ một lỗi nhỏ của mình, đáng lẽ mình có thể xử lý thắng đoạn đấy luôn, tức là xử lý không cứu được luôn. Nhưng mà mình lỡ một nhịp, mình lỡ tay, mình chém một phát ấy, mình toàn game. Giờ bắt lại rất là khó. Bắt lại được nhanh, ôi rồi lại còn đặt gương lỗi nữa, bực thật sự luôn ý. Đúng bực luôn. Đó, khó chịu chưa? Còn hai máy robot. Thôi bây giờ thì mình sẽ xách được rồi. Cao bồi nhuốm máu. Để nhây tí nữa có khi vừa ra máy này, trận này rất dễ bị hòa này. Rồi, 3 mét bên này, cao bồi bên này. Ok,
Bây giờ mình sẽ cố giữ một trận hòa, còn nếu xử lý được tốt cuối game thì mình có thể thắng ngược được. Bực thật sự, một lỗi sai nhỏ. À không, cái đấy lỗi lớn rồi. Tức là đáng ra nếu mình không có con chó đấy thì các bạn ấy vẫn sẽ cứu được. Nhưng mình đã quyết định mình thả chó để cam, tức là mình phải tham minh được cái thời gian chó cắn. Đấy, máy nghĩa địa ứng dụng này. Mình bỏ ghế luôn nha, để cam máy thôi. Nhìn tele bây giờ thì cuối trận mình vẫn sẽ hồi kịp tele. Cho hai bên, cho bên kia cứu mà. Rookieper còn một cái sẻng nữa. Ok, rồi thì hết đồ chơi nha bạn. Máy cuối là máy ở chỗ cái gương. Máy cuối là máy ở nghĩa địa này vì nó được nhiều nhất. Có cả cái robot thì phải. Hai bạn kia đang giải máy ở tầng độ 2. Cứu nhau xong rồi sẽ có một người ra đây cứu. À không, có người ra trước rồi. Có dấu tai này. Căng nhờ. Tôi chỉ cần giải một máy mới thôi. Máy này thì bỏ đi được rồi. À, dấu tai này của robot. Mình thắc mắc là hai người kia hiu nhau rồi thì làm gì có dấu tai ở đây nữa. Ai cầm robot vậy ta? Cao bồi à? Không không, mình chém robot mà không thấy highlight lên, chả biết là ai cả. À, đậu má. Cao bồi rồi. Cố máy này á, máy này nó xong được đâu trời. Ơ bạn 3 mét kia không giải máy ở tường độ 2 kìa. Trời ơi. Ram kiểu này giết người. Ram kiểu này giết người. 3 mét cũng chạy ra đấy để ram máy luôn. Chứ các bạn ấy quyết định là cố cái máy này vì cái máy này được nhiều. Nhưng mà các bạn ấy cũng lỗi. Lỗi đúng một cái nhịp đấy. Đáng lẽ nên đợi mình đánh hồi đòn thì nhảy pram, nhưng quả đấy pram hơi trễ. Tức là mình cũng đang hồi đòn nhưng mà pram như vậy là hơi trễ, và cho nên trả lại một cái mạng. À, 3 mét đi cứu à. Có dấu chân lên này đấy. Cho cứu. Mình còn gương, còn cả tele. Rồi nằm lại. Mình nhìn thấy hướng chạy của Greykeeper rồi nên mình treo luôn 3 mét nha. Chắc chắn là không thể chạy vòng về ghế của cao bồi để cứu được rồi. Mất dấu tai luôn. Chỉ có thể chạy thẳng ra cổng sau thôi. Giờ check cái ghế cho an toàn phát này. Để đề phòng bạn đi đường vòng ấy. Đây, nấp đầu đầu đây để có khi định đợi mình bỏ đi để mình tele để vòng về cứu này. Check được hướng rồi, bạn ơi. Đây. Có dám chạy về cứu không? Không dám rồi. Thôi, giờ tele về này. Diệt 4. Ok. Hú hồn, tí nữa thì bị hòa trận này. Tất cả tại thằng cao bồi. À, giờ mình sẽ làm thêm một trận nữa nha. Trận 2 này ở map, vẫn ở map nhà thờ đỏ. Nhưng mà chỗ spawn của mình đẹp hơn rồi. Đi thẳng về phía tầng độ 2 này chắc chắn là có người nha. Mà đôi khi mình bị nấp. À đây dấu chân rồi. Mà đôi khi mình bị nấp. Trời ơi, dấu chân rõ ràng như thế nấp làm sao được. À, chào hỏi nhau bằng một cây súng. Ok bạn. Mình còn chưa hồi phân kích nữa. Team này có 2 người có khả năng làm choáng. Nhưng mà mình gặp coordinator hơi sớm. Ôi rồi bò qua cửa sổ. Bò 4 chân. Bò 4 chân nhưng mà không ăn hit. Rồi bây giờ mất súng rồi, cai kiểu gì. Nói chung con coordinator là mà làm một con Ôi chuột kìa. Còn súng thì hunter nó mới sợ. Chứ đã mất súng rồi nó chả khác gì các survival khác. Chỉ được cái khả năng leo trèo nó nhanh hơn. Rồi cái gương thứ hai là đi rồi. Đảm bảo.
Rồi. Lại còn xuống hầm nữa. Trời ơi, không ai pin hầm cho bạn ấy hả? Xuống hầm quả này xong rồi, không có chủ tế, không có Naibu. Mà có còn có khi bạn ấy là người mang nhánh 6 duy nhất cơ. Team này là một team rush máy. Liệu có ai có 6 giờ đi cứu không? Cái dấu tay này là của Enchan này. Oh, tôi đặt cái gương gì kỳ vậy? Chém không tới kìa. Chém không trúng kìa. Người ta không thèm né luôn, chứng tỏ là tôi đặt gương lệch vãi lìn. Quá nữa. Rồi, chết bạn ơi. Cứ như này là giết người, lại còn không có 6 giờ. Trời ơi, tôi đã bảo rồi. Cứu không có 6 giờ thì đừng cứu hầm, hiến đi. Đúng là coordinator là người duy nhất mang 6. Tôi đặt gương bạn mỹ nhân này không trúng phát nào là như nào nhỉ? Ở đây trúng rồi. Ta từ nãy giờ không trúng luôn á. Đang vào phấn khích nhà, đang có phấn khích nhà. Vô đây game ăn. Nhào vô kiếm ăn. Khi mà chưa biết phép của Hunter thì các bạn phải cẩn thận nha. Chứ như thế là chết. Ôi trận này vui vãi. Trận này cũng là Legend Match chứ không phải là Rank Match nha. Tức là cũng toàn mấy con điểu đổ lên hết á. Mà chơi kiểu này đây, hầm play luôn đây. Tuyệt đối là không mang 6 giờ thì không được phép xuống hầm cứu. Trừ khi bạn làm một con có khả năng cover như kiểu đào vàng ý. Thật sự mình đã gặp những đào vàng cứu hầm 9 giờ nhưng mà cứu rất tốt luôn. Cứu xong kiểu cover cho lên được hầm luôn ý. Đỉnh vãi. Rồi bây giờ Prisoner xuống hầm đoàn tụ với các bạn luôn nào. Không chắc bạn đã đi nhảy hầm. Làm mình thì mình cũng đi nhảy hầm thôi vì hai người dưới hầm rồi. Xuống làm gì nữa. Giờ mình tăng tốc video cho nhanh nha. Bởi vì dù sao thì bạn ấy cũng quyết tâm nhé. Ô hay quá, check được người nè. Chắc là cái hầm ở cổng sau. Có điện nữa. Cái kiểu này có thể nhảy hầm được. Nhảy được không? Ôi rồi ôi, không nhảy được. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye.